Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mộc TV. Thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay đàn cuốn con đã khỏe khoắn, thì nó đi theo mình ra sân chơi nè. Biểu ai? Biểu coi cái là tự nhiên cái ông già này lại. Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mộc TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ bấm cho mình một like nha cả nhà. Thì nhà mình mấy cái trái vũ sữa khô á, trời gặp trời mưa nó nở ra rớt đất á, đen 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 chứ không phải lá lú vậy đó. Người trái vũ sữa. Con gái của mình hôm nay đã khỏe khoắn đẹp rồi nè. Còn mấy chú chó con thì đi phá rồi đó. Hồng Ngọc đi phá nè. Cưng 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 nè. Hồng Ngọc nè. Hồng Ngọc ở cả nhà. Rồi ơi coi kìa. Né né coi cái truyền hình. Ngồi xuống và bắt hợp lại. Trái vũ sữa rất bịch 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 bịch. Trái vũ sữa cả nhà. Còn bé Út đã khỏe khoắn hơn rồi nè. Cục cưng của tôi nè, để kiểm tra coi. Ồ màu hồng là ngon nè cả nhà, hả, màu trắng. Màu hồng là bây giờ là chắc vài bữa đi tiêm phòng được rồi. Vì bất hợp anh tị em nữa. Con mình không rời, không rời nó ở nhà ngày học có 1 tiếng đồng hồ à. Mặt trời cho ấm, cưng cục cưng đó. Đó mấy bé nó cũng tha cái đồ của cô Châu ra tới đây nè. Đằng nhai cái cục cục tạ siêu nhỏ là bé Út đang chơi tạ cả nhà ơi. Còn bà này cứ đi đâu cũng đi theo á. Ok. Cắn cái điện thoại tôi hay vậy? Sáng trưa mới dọn sẵn quay, thấy thằng chó đến đùa giỡn mình quay cho nhà cả nhà xem luôn.
có một khu nhỏ nhỏ mà tập trung hà luôn à. Rồi đâu đó rồi, mới khen mất tiêu đó rồi. Rồi có đứa, hai đứa hả? Các bạn thấy nó đứa lớn nó bự rõ ràng, đứa út nhỏ xíu à, nó bị bệnh cái nó không có được tiêm phòng á, nên cơ thể nó bị si. Bánh hộp bài đặt cũng bài đặt lại chơi với mấy em đó kìa, bánh hộp phái chơi với mấy em đó cả nhà, nó mà nó bánh hộp rất là dễ thương. Ừ, cưng mấy em lắm, phải chơi mấy đứa nhỏ à, không có chơi với mấy đứa bạo lực kia, mấy đứa kia ghê lắm, lì lắm. Hiền ha, thấy Út không có hiền đâu đó. Ồ, bé Hồng Ngọc biết sủa rồi cả nhà. Đang chơi với bộ sủa quấu quấu rồi đó, quay lại à. Gì ở đây, gì ở đây, ngứa hả? Ngứa chặt kiểm tra ra, ngứa rồi, con gì ở đây không? Chặt bắt là chặt đánh đòn đó. Làm gì hà đứa tập trung ở ngay cái mặt cha vậy, để cha làm gì coi. Còn dàn kem làm gì che cái ống kính để tôi làm ăn coi. Thôi đi chơi đi. Chó mình sáng là quấn quýt nhiều tầng lớp, dạng như có già có trẻ có lớn có bệnh có khỏe, ôi đủ thứ luôn à. Coi còn bánh hộp cái người nó kỳ cả nhà, nó bông đen đen, chấm bi đều mất cười không. Mỗi đứa bắt cặp một với người gì ở đây, người toàn người cô người gì không à. Còn bé Út thì phải chơi với chơi với dàn kem, thấy màu lông vàng vàng hay gì là chắc như bà con này mà. Tiếu. Nè, cũng lại chơi nữa à.
Của quần thể thực vật của mình. Đó, buổi sáng đàn chó nhà mình đùa giỡn tung tăng đủ đủ kiểu hết, đứa nào cũng chơi hết á. Thôi xin dừng video tôi đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem bấm cho mình một like nha. Đó, đồ chơi của cô Châu ở khắp mọi nơi trong trong nhà mình luôn, chỗ nào cũng có hết á. Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ. Cả nhà xem bấm cho mình like và chia sẻ kênh giùm mình, và ai có khả năng thì giúp đỡ cho đàn cún của mình nha cả nhà. Xin chào.